Xin kính chào quý cô bác anh chị và tất cả mọi người quay trở lại với nội dung tiếp theo trên kênh Bản sắc dân tộc. Hiện tại thì em Ngọc với em Cái đang có mặt tại khu vực nhà A Hầu. Hôm nay em Ngọc vào đây để báo cho A Hầu và em Xá một tin rất là vui. Thì cái tin vui gì tí nữa em Ngọc xuống sẽ quay chi tiết cũng như là trao đổi với em Xá và em Hầu. Hôm nay thì lúc buổi sáng em Hầu và em Xá cũng là đi giúp nhà chị So để san cái nền nhà cũng vừa xong, mẹ nghe cũng vừa vào đến đây. Em Ngọc cũng vừa ở chỗ điểm trên thôn Na Cá, chỗ nhà em Cái xuống đây. Đây em Xá, đây em Hầu. À kia. Ôi vào nước mạnh nhờ. Sáng nay là một mình em, hôm nọ là cả vợ chồng em sang à Thả Xá? Nhưng mà một mình ra vợ đi thu ngô ở trong khu Pó Ngựa. À Pó Ngựa à, thu ngô à? Vâng. À. Hôm qua vợ ra mà hôm nay thì chia nhau đi. Mấy anh em ăn cơm chưa? Nó mở rồi. Chưa nhưng mà rau đi. Rau ít à? Đây rau bí đúng không? Đây rau bí mềm mén à. Mềm mén này chắc không ăn đâu nhỉ? À hò. Cho mộ, cái này mềm mén cho lâu lắm rồi chứ. Mềm mén cho lợn. Cho lợn à? Vâng. Ừ. Bố mẹ đâu hết rồi? Nhà họ mẹ. Mẹ đi nấu củ bó ở phần nhà. À giúp bỏ, cũng đi giúp bỏ của đây nè. Toàn mấy anh em thôi hả? Hôm nay em Ngọc vào đây thứ nhất để báo cho tất cả các quý vị cũng như là em Hầu và em Xá một cái tin vui. Hôm nay là em Ngọc có hai việc cần thông báo. Một đầu tiên là em Ngọc sẽ thông báo cái tin vui đến với em Xá và em Hầu trước. Trước đây thì cũng có được bác Chính ấy, cũng có cái phần quà đến em Noah này, em Trơ này, em Cái này và em Xá. Nhưng mà do đợt đấy là em Xá là đi làm ăn ở xa, ở dưới thành phố. Đợt đấy là em cũng đi làm thuê, chưa về được. Thì em Ngọc cũng có nói là bao giờ em Xá về thì em Ngọc cũng có đưa lại cái phần quà của bác Chính đưa đến cho em Xá, là số tiền là 1 triệu đồng. Và cái số tiền dành cho A Hầu là cô Đoàn Thị Tài, có Zalo là Đoàn Thị Tài ạ. Cô cũng có gửi đến cho em Ngọc là 500.000 đồng. Cái số 500.000 đồng này cô cũng có nói là mua thức ăn cho A Hầu để ăn một bữa. Nhưng mà do là dạo này em Hầu cũng đi giúp bà con cũng như là giúp đi theo team của em Ngọc ấy, thì em Ngọc cũng có anh em nói chung là đi cùng nhau thì cũng nấu ăn rồi, thì dạo này cũng khá là nhiều việc ấy, cũng không mua thức ăn được. Em Ngọc sẽ đưa cái số tiền của cô Đoàn Thị Tài này cho A Hầu là 500.000 đồng cho A Hầu. Trước mắt là em Ngọc đưa cho 1 triệu là của bác Chính đưa cho em Xá, em cầm hộ anh nhá, là 1 triệu đồng. Và 500.000 đồng của A Hầu ấy là của cô Đoàn Thị Tài, cô có Zalo tên là Đoàn Thị Tài đưa cho A Hầu để A Hầu chi tiêu cũng như là để nói chung là sử dụng với cái mục đích cá nhân của A Hầu. Em bảo Xá cảm ơn đến bác Chính. Bác Chính ở đâu? Bác Chính ở bên nước ngoài. Cảm ơn bác Chính nhé. Bây giờ thì bác Chính đưa gửi cho em triệu thì em cảm ơn nhé. Em cảm ơn nhé. Được rồi. Thì A Hầu đây là của cô Đoàn Thị Tài nhé. Xá xây, hai xá xây. Xá xây đi lẩu à? Đấy là một cái từ cảm ơn của A Hầu, rất là cảm ơn cô Đoàn Thị Tài đã hỗ trợ cho A Hầu coi như là 500.000 để mua thức ăn, nhưng mà A Hầu đấy sử dụng chung cá nhân để mua dầu gội đầu này, xà phòng các kiểu để phục vụ cá nhân trong chi tiêu cho A Hầu ấy. A Hầu cũng rất là cảm ơn. Và hôm nay mà vua chua pha này, ôi dòng thủ khanh nhá, chỉ mua mùa chị nhá. Xá còn bận đi đón vợ hay là đi mua đồ gì cho vợ? Mua đồ không, mua cho chị gái cho mình ấy. Thế là em bận em cứ đi nhá. Vâng. Em bận việc em cứ đi. Nhá. Thế thì cảm ơn nhá. Em cứ đi. Nên mình lạc á. Mau muốn đi. Quý vị nếu mà thường xuyên theo dõi trên kênh của em Ngọc thì quý vị cũng biết là A Hầu rất là nhiệt tình, chịu khó, mà nói chung là
ăn uống thì gia đình em cũng không có điều kiện đây, ăn uống rất là khổ sở, đạm bạc. Và nói chung là cứ tầm 10 vị khán giả ấy, thì là đều là mọi người đều quý A Hầu rất là nhiều. Cho nên này, chính bản thân em Ngọc cũng rất là quý A Hầu, cũng đồng cảm với gia đình cũng như là cái hoàn cảnh của A Hầu. A Hầu thì cũng không có công ăn việc làm, vợ con thì chưa có. Cho nên là em Ngọc cũng đã trao đổi trước với A Hầu rồi, là chắc là em Ngọc sẽ là lập thêm một kênh nữa dành cho A Hầu. Có nghĩa là để tạo điều kiện cho A Hầu có công ăn việc làm. Em Ngọc lấy cái số tiền từ YouTube ấy thì để giả lương cho A Hầu. Có nghĩa là em Ngọc bây giờ muốn là lập một kênh riêng cho A Hầu ạ. Nói chung là cái kênh riêng đấy là không nói, nhưng trong cái khoảng mà A Hầu mà làm kênh riêng đấy thì cũng có thể là hôm nào bà con có công việc gì mà cần đến người sợ chịu giúp thì A Hầu cũng đi đến tận nơi để giúp. Và em cũng muốn phát triển một cái kênh riêng cho A Hầu. Còn em Cái thì là đi theo em Ngọc rồi, thì thường xuyên đi theo Ngọc để giúp bà con cũng như là tuyên truyền vận động bà con. Thì cái đấy thì không nói, em Ngọc cũng muốn là phát triển riêng cho em Hầu một kênh YouTube với sự quản lý kênh của em Ngọc. Và em Ngọc sẽ cho một người nữa về quay phim cũng như là làm cái nội dung cho A Hầu. Em Ngọc muốn làm cái nội dung cho A Hầu là A Hầu ở đây em Ngọc cũng thấy là A Hầu ăn uống rất là khổ sở. Em Ngọc cũng muốn là làm cái nội dung đó là làm ẩm thực cho A Hầu ạ. Nói chung là những nhiều cái nó không được như cái nội dung là đi giúp bà con, hoặc là những cái nội dung mình làm thiện nguyện như thế này thì cũng có một phần nó hơi khiếm nhã một chút. Thì em Ngọc cũng rất là hy vọng quý cô bác thông cảm và hãy là đăng ký kênh để ủng hộ cho A Hầu. Em Ngọc muốn là cho A Hầu tự phát triển một kênh để sau này có cái nguồn thu nhập. Đấy, em Ngọc lấy cái số tiền YouTube để về giả lương cho A Hầu, tạo điều kiện một cái công ăn việc làm nó ổn định và không phải đi làm ăn xa. Là em Ngọc xin nhắc lại một lần nữa, em Ngọc muốn là làm một cái kênh về ẩm thực cho A Hầu ạ. Ẩm thực tức là gì ạ? Tức là cũng có những cái món ăn cũng như là đặc sản vùng cao này, là những cái hôm mà đi có thể là đi ăn uống ở chợ phiên. Nói chung là cái kênh này là chuyên về ăn uống là ẩm thực ạ. Đấy. Cho nên là em Ngọc rất là hy vọng quý cô bác, anh chị và tất cả mọi người xem được cái video này là cũng ủng hộ cho A Hầu, là một là lượt like và một đăng ký cho kênh của A Hầu. Cái kênh của A Hầu em Ngọc sẽ là đặt ở phía bên dưới của cái phần bình luận của video này. Thì em Ngọc cũng rất là hy vọng quý cô bác hãy kích vào cái đường link đó để ủng hộ cho A Hầu, để A Hầu có những cái động lực làm những cái video tiếp theo. Những cái khoản là nguồn kinh phí về làm video này, sản xuất ra nội dung này và máy móc mọi thứ đều do bản thân em Ngọc là đầu tư ra. Em Hầu chỉ là bỏ công sức ra đi làm thôi. Những do là A Hầu không biết tiếng phổ thông, không giao tiếp được tiếng phổ thông, cho nên là cái nội dung em Ngọc làm ấy sẽ là kiểu như là theo cái hướng về cái nội dung bên như ẩm thực của bên nước ngoài, làm là ít bình luận, là chỉ hành động thôi. Có nghĩa là hành động, làm thao tác hành động và làm và ăn thôi. Đấy, có nội dung nó hướng sẽ là hướng như thế. Cũng có phần là em Ngọc sẽ để cái tiêu đề của nước ngoài, tại vì là em Ngọc cái nội dung kiểu dạng như vậy thì là nó sẽ hướng bên nước ngoài và trong ngoài nước, nó cũng cả hướng cả trong và ngoài nước rất là nhiều hơn. Để cái hướng nội dung của em Ngọc đưa ra cho A Hầu cái kênh YouTube là như vậy. Em Ngọc cũng rất là quý vị hãy là kích vào cái đường link phía bên dưới để ủng hộ và đăng ký kênh ủng hộ cho A Hầu nhé. Để em Ngọc cũng có cái nguồn kinh phí mua những cái đồ ăn cũng như là máy móc mọi thứ để đầu tư cho cái video xây dựng nội dung nó ngày càng chất lượng hơn, để tạo điều kiện cho A Hầu. Cái này là em Ngọc cũng có trao đổi trước với A Hầu rồi. Thì em Cái hỏi lại lần nữa thì A Hầu có là đồng ý là làm không? Làm cái kiểu dạng nội dung như vậy không? Cái này là em Ngọc không phải là bắt ép A Hầu làm hay là gì đấy. Em Ngọc cũng có trao đổi trước rồi, A Hầu đồng ý làm thì mình mới bắt đầu mình tính hành mình làm. Em nó hỏi A Hầu một lần nữa có chắc chắn làm không và hứa sẽ làm không. Ờ, dân thật phải ua chị rồi. Dân rồi. Dân rồi. Mà ý đồ ua sẽ phải chinh thống ua nó.
ua chỉ cho nó ua mới mua xả mua cái những cái xa mua cái gió đấy tàu ly mà tí thì mua mà nấu nấu thì ua 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 là thế ý là A Hầu thì làm chắc chắn thì làm quyết tâm làm A Hầu quyết tâm thì làm tại vì là A Hầu như em Ngọc nói ban đầu rồi, A Hầu là không có công ăn việc làm ấy, em Ngọc muốn tạo điều kiện cho A Hầu có một kênh YouTube cũng như là cái công ăn việc làm cho A Hầu nó ổn định hơn đấy. Thì cái nội dung này cũng có phần là nó nói chung là nó cũng không được gọi là tế nhị lắm, gọi là kiểu ăn uống ấy. Cho nên là nói chung là nó cũng không quá đáng đến mức là nó nội dung nó phản cảm lắm, nó gọi là chỉ nội dung ăn uống thôi. Em Ngọc hướng đến là cái nội dung A Hầu này là trong và ngoài nước, cả bên nước ngoài nữa. Và tóm lại là nội dung là ẩm thực, ăn uống. Đấy, em Ngọc cũng rất là hy vọng quý vị hãy ủng hộ A Hầu và ủng hộ team của em Ngọc nhé. Em Ngọc xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào những cái video mới nhất của A Hầu. Em Ngọc xin chào và hẹn gặp lại quý vị.